Chào mừng quý vị đến với kênh Nguyễn Chí Đạm. Hôm nay khách hàng mình giới thiệu cho anh em về hai cái dòng máy hàng của hãng Megatech. Có thể nói đây là hai cái dòng mà bán rất là nhiều, chất lượng rất là tốt trong cái tầm giá hiện tại. Thì trước khi mình đi vào giới thiệu về những dòng máy hàng thì những anh em nào mà giới thiệu sơ qua về những anh em nào đang có nhu cầu về những cái tôn sen đó anh em. Mình hay là tôn sen thì lúc này mình hay giới thiệu qua cái kênh là cửa hàng Hoàng Phát, mình để cái đường link cái kênh dưới ha. Anh em nào mà xem về những cái công cụ và những cái máy móc của Tôn Sen, anh em click vào đường link bên đó để xem vào cái kênh của hàng Hoàng Phát để tập trung vào bên đó ha. Nhiều lúc ở bên đây mình nó nhiều quá nên nó hơi bị rối nha. Rồi ok ha, đó là về Tôn Sen. Còn về dòng máy hàng á thì đây một cái dòng 2 ly rưỡi, dòng 3 ly 2. Anh em nào thích mà kéo 2 ly rưỡi, gia đình thì ta xài 2 ly rưỡi con này, kéo liên tục trong 30 phút 40 phút mình mệt luôn mà cái máy hàng nó vẫn còn ngon lành ha. Cái này mình test rất là nhiều rồi, con này mình bán phải là mấy năm về trước rồi. Và con này con máy hàng 3 ly 2 đó. Thì trước khi vào máy hàng thì anh giới thiệu anh em về cái kính hàng, mặt nạ hàng da bò nha. Cái mặt này thì giá bên cửa hàng mình đang bán là 180.000 cho cái mặt nạ da bò. Bình thường những anh em nào mà đeo kính hàng á, chúng ta lội con mắt ra thì quên lội cái da mặt nó ra thì nó ví dụ nó làm rác hay phỏng vào mặt vậy ha. Nhưng mà đối với cái này thì nó sẽ có cái mặt nạ, có cái mặt da bò này nè nha, có cái da bò này nè, thì nó sẽ điều khiển bằng điện tử luôn, gỡ bật là bật xuống luôn. Giá thực sự của nó có 180 ngàn thôi, cũng khá là rẻ ha. Hiện tại thì kính hàng điện tử ra nhiều rồi và giá cũng rất là nhiều. Cái này dùng dây đeo hoặc là dây đeo nè ha, hoặc là dùng cái này để đeo kính, mà đa phần này dùng dây đeo ha. Có hai cái miếng cao su rất là mềm nè, để nó chịu cái lỗ mũi chúng ta nó không bị đau. Trên đây nó sẽ có cái nắp bật là bật xuống nè, bật lên bật xuống nữa ha. Ở đây có một miếng mica rồi, trên này bật lên bật xuống ha. Để bật mạnh quá nó bị nó vô khớp rồi ha. Để bật này nè, bật lên bật xuống này ha. Đó, bật lên để nó coi nha, ráp xuống ha. Mặt này hàng điện tử nha, đây nó có hai cái cảm biến nè, hai cảm biến nè, ánh sáng nè, rồi hai cái năng lượng nè. Về anh em lọt cái miếng chùm ở đây ra. Ở đây nó có một cái miếng mica, một cái miếng nhựa đây nè, rồi trong đây có miếng nhựa nè, và nó mới tới một cái kính, lớp kính hàng điện tử ha. Nó tới tổng cộng ở đây một lớp nè, đang lớp hai lớp ha. Thì chúng ta xài khi mà chúng ta hàng thì chúng ta xài cái này, còn khi mà chưa hàng ta mới nhìn nó hàng thì ta bật lên ha, để chúng ta thấy thấy đường đó. Rồi cái dòng này thì giá chỉ có 180 ngàn thôi, thiết kế này bằng da cho anh em ha. Cái đây có hai cái lỗ mũi thì chúng ta sẽ gắn như này, đây ịnh nó vô đó. Cái này cái lỗ mũi chúng ta đưa vào trong đây ha, còn nguyên cái mặt ta chùm ở đây, rồi nguyên cái mặt ta chùm ở đây luôn, cái trán ta chùm ở trên đây luôn thì nó sẽ rất là an toàn luôn ha. Bao cái ví dụ như mấy cái tia lửa đó, nó không có làm hư cái da mặt chúng ta ha. Thì đối với những anh em nào chúng ta gia đình nó ít xài thôi, còn anh em xài chuyên nghiệp thì thông thường mình thấy mấy anh nó một là đeo nguyên cái nón hàng luôn, hai là cái kính nhỏ thôi nha. Rồi giá chỉ có 180 ngàn cho cái mặt nạ da hàng da bò này nha anh em, đó 180 ngàn thôi, điện tử nha. Rồi về máy thì hôm nay đây con này máy hàng mini Megatech chuyên trị que 2 ly 6 2 rưỡi nha. Cái dòng này thì nó sẽ cho ta thêm một cái giắc nằm ở đây, bởi vì cái máy này nó không có cái dây, không có giắc nha. Và hai cái dây hàng đó, một dây hai cái dây hàng ha, dây mát, một dây que dựng nó bắt trong đây. Hai dây này nè, dây này kẹp mát nha, chúng ta nếu mà ổ điện có mát thì bắt vô mát. Còn này là ổ điện gắn ở đây. Rồi con này con mini, cái dòng này thì nó không có đồng hồ nha, có 950 ngàn thôi nè. Con này mình bán phải nói là rất là nhiều luôn. Con này nè, dòng máy hàng mini Megatech. Megatech nó là thương hiệu của một cái nhà sản xuất nha anh em, chứ nó không phải thương hiệu gia công nha. Anh em có thể tìm hiểu cái thương hiệu này ở trên quốc tế nó có bán, các nước nó có bán. Còn ví dụ những thương hiệu gia công, ví dụ anh em thử tìm một cái thương hiệu mà BTS đi, mấy hàng BTS đi tìm không có ra cái nhãn xuất, nhưng mà cái Megatech thì có nha, một cái thương hiệu của một cái nhà máy sản xuất nha, đầy đủ, rất là chất lượng luôn nha nè, rất chất lượng. ECL120EF đó, chế âm dây dương đây ha. Thông thường chúng ta chỉnh nằm ở đây ha, nằm 2 rưỡi, nằm khoảng cái tầm ở 1 giờ, 1 giờ là 2 rưỡi nha. Còn 3 ly 2 là chúng ta phải quay maximum luôn nha. Và đa phần dòng này thì anh em hàng gia đình chúng ta xài 2 ly rưỡi là nhiều nha đó. Hôm nay mình giới thiệu sơ qua thôi, còn hôm trước mình đã có review mấy con này, mình đã tháo bung test thử này nọ rất là nhiều luôn. Hôm nay giới thiệu lại cho anh em về cái con này nha. Rồi giá chỉ có 950 ngàn thôi nha anh em, 950 ngàn cho con này thôi đó. Con này thì đợt sau này thì dây nè anh em về gắn nó vô nha. Lúc trước thì nó sẽ
có dắt gắm lục này thì phải tự về tự gắn nha, nó dành cho những cái thị trường hoặc là những cái nơi mà nó dùng CB á, nó sẽ gắn vô luôn. Còn ở đây thì nó bán chuyển ta thì nó kèm theo cái này rồi 950.000 nha. Còn cái nào mà chuyên hàng 3 ly 2, đây là cái con máy hàng chuyên 3 ly 2, cái dòng này 160 EF anh em á, kéo 3 ly 2 thoải mái luôn nha. Bên mình đã test thử con này rồi, giá chỉ có 1.550.000 thôi, bảo hành mấy con này 1 năm hết. Nó trang bị chúng ta là có dây đầy đủ nè ha, dây đầy đủ nè đó. 3 ly 2 thì cái này nó dây nó to hơn nè anh em á. Đó rồi, đây cũng kèm thêm một cái giắc luôn nha, giờ em gắn vô giắc này ghi là siêu chịu tải gì đây ha. Đó. Con này thì lớn hơn con hơn mini nha, anh em nào mà chuyên 3 ly 2 thì xài con này. Đây thì con này nó có cái đồng hồ nha, có đồng hồ đó, đây ok ha, chỉ có 1.550.000 thôi nha. Mình sẽ để hai cái đường link của cái sản phẩm này mình test ở bên dưới á, có khui máy bên dưới cho anh em coi, anh em có thể mà mình tham khảo thêm nha. Đó, tham khảo thêm, tại những cái xem những cái đó mình quảng cáo rất là lâu rồi, 7-8 tháng hay nhiều đó, lâu lâu mình giới thiệu lại cho anh em thôi chứ hôm nay mình không có test thử nha. Rồi và giá vẫn không đổi nha, 1.550.000, 1.550.000 cho con chuyên 3 ly 2 này. Gia đình được, anh em đi công trình được, rồi đi ba cái tiền chế thì tiền chế anh em xài con này nha, tiền chế xài con này, bán hiệu anh em xài con này. Những cái nhà tiền chế thì người ta sàn 3 ly 2 lớn xài con có con này ha, còn bản hiệu anh em xài, bản hiệu thì xài sắp mỏng mỏng mà ha, con nhỏ này leo trèo trên cao được ha, ngon. Con này cũng sách cũng gọn luôn nha. Rồi ok, với giá tiền ha, 1.550.000 cho con 100 ECL 160 EF và 950.000 cho cái con là ECL 120 EF nha, hàng đang có sẵn cửa hàng luôn, giá tại cửa hàng chưa bao gồm phí ship nha anh em, chính hãng bảo hành 1 năm mới 100%. Còn cái kính này nhắc lại giá 180.000 nha, 180.000 cho cái kính. Cái mình bán cái kính này từ cái thời điểm mà lúc mà Inco Total mà nó chưa có kiến luôn anh em. Chưa có cái kiến hiện tử luôn. Và giờ cái dòng mặt nạ như thế này thì Inco Total không có nha, Inco chỉ có nón thôi. Nón thì nó hơi mắc. Còn anh em nào muốn mà được cái mặt nạ da này bảo vệ da mặt chúng ta đó thì có thể mua cái con này. Chỉ có 180.000 thôi thì giá cũng khá rẻ chứ không có mắc. Máy này thì cũng của Trung Quốc thôi ha. Rồi ok nha, anh em nhu cầu mua thì liên hệ số điện thoại bên dưới. Một nữa cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.